hoặc là đại núi cấm mình không biết sao. Thầy nói trắng như ban ngày luôn, câu này mà anh đề này là trắng đó. Thành thử xin thưa với cô bác huynh đệ hoặc là đồng đạo, nếu mà nói lên mà thi văn giáo lý toàn bộ không có câu, cái câu nào mà thầy đã khẳng định là coi như bằng chúng có lỗi, bằng chặt có tội. Lật đi, lật từ đầu tới đuôi đi, tôi hoàn bảo đảm là không có câu này. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với đồng đạo tín đồ Phật giáo hoàn hảo với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, tại sao thầy ra cái cơ pháp để gì? Để dành riêng thức tỉnh cho những cái người không có duyên với Phật pháp. Tại sao thầy nhắc lại cái là thầy nói mang thủy ách từ năm Đinh Sửu, có nghĩa là năm Đinh Sửu 97 đó. Là đến năm nay tái lại một lần, là cái năm 97 tái lại là cái năm Đinh Sửu đó. Tái lại để làm gì? Khổ ách này đang thức tỉnh rằng rằng thiên định tụ đời sắp hạ, có cái khổ chúng sanh mới thức tỉnh, có cái khổ có nghĩa người tu mới thơ mới thấy được. Vì đạo Phật luôn lúc nào cũng nằm trong cái khổ hạnh đó chứ. Mà thậm chí là Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi tham thiền nhập định khổ hạnh 6 năm bên đấy, ngồi tới 6 năm khổ hạnh đó. Còn cái khổ của mình không có một cái ram nào đâu. Thành thử có khổ mới thấy được đạo, có khổ mới thức tỉnh. Thì vừa qua mình thấy rồi đó, có nghĩa là cái năm Giáp Thìn này đó, cái cơ trời là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, hoặc là các vị Phật thần thánh tiên còn lòng từ bi để độ chúng sanh đó, đem những cái khổ cũng như là cái năm Giáp Thìn này là lũ lụt nè, rồi sóng thần nè, để cho mình khổ rằng mình thức tỉnh mình tu. Vì cái chu kỳ này mặt pháp nó không còn mấy ngày nữa, sung sướng quá quên mùi đạo ngửi hết, quá sung sướng mà quên đạo ngửi. Yeah. Thành thử là vì cái chỗ này có cái khổ mới thức tỉnh. Yeah. Mà nếu không có cái khổ cho rồi... nghe sư huynh chia sẻ về Phật pháp, cũng như là đặc biệt là những cái điều mà hiện nay trên thế giới cũng đang rất là nóng bỏng. Thứ nhất là chiến tranh giặc giả, động đất sóng thần và bão lũ triền miên, thì nó ảnh hưởng về cái những cái tiên tri, những cái thiên cơ mà các vị thánh nhân, các vị đã tiên tri về cái năm tình này rất là nhiều á sư huynh. Dạ, cô Phật, dạ chào sư huynh ha. Dạ. Hôm nay sư huynh cũng khỏe mà thấy hơi ốm hơn lúc trước vậy sư huynh. Ừ, tại vì ăn ít á, ngày có bữa ăn có một chén rồi đấy. Gì cũng được. Nguyên nhân sao mà ăn ít? Từ khi không mà biết sao từ khi mà cái chân của sư huynh bị gãy thì vậy hả? Nó bị ảnh hưởng. Rồi cái chân hôm nay nó đỡ nhiều chưa? Tương đối chứ cũng chưa có đi được. Có nghĩa là lành vết thương ha. Mình đi mình phải chống cây tó. Phải chống cây tó mới đi được. Nhưng mà ăn ít lúc trước hay quên? Ăn ít, ăn bữa ăn có rồi, ngủ được không? Ngủ rồi chắc cũng ít để rồi, thì thường thường mà tới 3 giờ thức rồi. Để lần sau để xuống để đem cái bạc hà pháp cô với bông láo đủ á cho sư huynh nấu uống nha. Uống nó sẽ ăn ngon ngủ khỏe và nó sẽ giúp cho sư huynh tăng cường sức đề kháng, nó sẽ khỏe hơn nha. Đây lần này đến thăm thì mới biết chứ thôi cũng đem xuống rồi. Để lần sau thì đem xuống cho với củ sâm hồng rồi kia đó cho sư huynh nấu uống vậy có nó hỗ trợ sức khỏe mình ha. Dạ thì hôm nay có thể nhờ sư huynh chia sẻ qua một cái đề tài rất là nóng bỏng và hiện trạng hiện giờ, không biết nguyên nhân gì sao mà cái năm thìn hôm nay nó xảy ra rất là nhiều cái thiên tai địa ách đó sư huynh. Nào là sóng thần, động đất, rồi bão lũ, rồi nước dâng. Huynh thấy là trước mặt huynh là sông là hôm nay nước dâng cao hơn bình thường, cao dữ lắm vậy, cao bình thường nó muốn ngập luôn cái sàn huynh luôn. Mỗi năm là nó tuốt ở dưới kia hả? Mỗi năm nó dưới á. Năm nay thì mới có tháng này mà nó muốn gần ngập cái sàn rồi đó. Vậy ha. Hôm nay nước dữ lắm nữa. Được quá khứ ha. Thì có thể giờ sư huynh chia sẻ nhắc lại những cái lời vàng ngọc, như là những cái lời của các vị thánh hiền, đặc biệt là các vị thánh nhân ở trong đất nước Việt Nam chúng ta. Chứ hãy như là phụ trạng trình hay hoặc là Đức Phật Thầy Thái An, hay hoặc là Đức Thầy, hay hoặc là ông Sư Giải Bán Khoai, hay là ông Phật Trùm, Ban Thới, là ông Công Hải Tân Sĩ, vân vân. Đó rất là nhiều cái vị mà gọi là trong đạo mình gọi là những bậc tiên tri, những bậc coi như là thánh thiết. Dạ. Yeah. Mà sư huynh có thể chia sẻ ha. Dạ Nam Mô Đà Phật. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật và lễ phép con cung kính thầy. Thì vừa qua thì để có đi lên cái ý đề nói về vấn đề cái năm thịnh. Thì nói đúng ra cái năm thịnh này á, mà nếu nói về cái cơ pháp á, thì đây là cái cơ thiên định. Tại vì cái năm Giáp Thìn đó là năm 1904 á, là ở tại Tiền Giang đó, là có nghĩa là Gò Công á, là bị lũ lụt là chết là 5.000 người. Rồi tới cái Giáp Thìn năm 1964, có nghĩa là ở miền Trung á, là lũ lụt 4 mét, chết 10.000 người. Thì bước qua cái năm Giáp Thìn 2024 này á, thì nó đã tới, nó tới cái Giáp Thìn nữa. Vì vậy hôm nay đây là cái cơ thiên định. Nhưng mà cái lời tiên tri của các ngài á, có nghĩa là năm cái năm Giáp Thìn này nó có một cái là di diệu. Đức thầy cho biết có nghĩa là năm thìn mới thiệt là rồng. Mà tại sao có mấy cái năm thìn vừa qua mà thầy không nói thiệt là rồng, mà cái năm Giáp Thìn này mà thầy nói thiệt là rồng? Cái thứ nhất là có nghĩa là nó xảy ra nhiều cái biến cố xảy ra trong cái thế giới này, là cái năm bắt đầu cái năm Giáp Thìn này. Đây là cái màn một vô trong cái màn một, màn hai, màn ba, là trong cái tuần cả lương, là có nghĩa là phải diễn biến. Đây là màn một và bắt đầu với Giáp Thìn này đó. Thì vừa qua nói về cái Giáp Thìn này á, cái Giáp Thìn này vừa qua đó thì thấy cái hiện tượng đó là bắt đầu là bão tố rồi lũ lụt, có nghĩa là khắp các nước, cả là các nước châu Á luôn, đất nước nào cũng bị hết. Có nghĩa là đầu tiên là Thái Lan đó, là bị lũ lụt cũng nhắm chìm đất nước Thái Lan. Thì có đất nước Thái Lan vừa xong rồi tới đất nước Nhật. Nhật thì đầu tiên vô cái năm Giáp Thìn là bị là sụp đất này, khủng khiếp. Thì sụp đất không bao lâu là bắt đầu là đất nước Nhật bị bão, vô một cơn bão vô đất liền luôn. Rồi lũ lụt luôn, thành thử cái đất nước Nhật là khủng khiếp đó. Rồi kế đó là bắt đầu là Ấn Độ với Bangladesh đó là cũng bị lũ lụt. Nói chung là trở qua đây trong cái vòng châu Á thì coi như là Bắc Triều Tiên vừa rồi cũng bị lũ lụt, mà có nghĩa là chết cũng 100 mấy, ngập không biết bao nhiêu cái nhà, có nghĩa là coi lên những cái clip đó. Còn Trung Quốc đó thì thôi mình miễn bàn. Trung Quốc thì coi như là lúc nào nó cũng bị lũ lụt, và không bị lũ lụt mà cũng bị xả những mấy cái đập đều cũng tiêu diệt. Đây là cái cơ trời định rồi. Rồi nói về đây không phải riêng về châu Á, còn châu Âu vừa đây đất nước Mỹ đó, có nghĩa là tiểu bang là Florida đó, thì bị hai cơn bão vô, là một cái đó là khủng khiếp và là lũ lụt nó cũng tràn lên là 3-4 mét. Vì vậy mà hôm nay cái năm Giáp Thìn này là tại sao mà Đức Thầy nhấn mạnh là năm thìn mới thiệt là rồng. Có chỗ có đoạn văn thầy cho biết là con rồng mới nửa gút nanh mà trong bá tánh thất thanh hải hùng. Có nghĩa là con rồng mới nửa gút nanh là mới nửa có năm rồng thôi, mà trong bá tánh thất thanh hải hùng, có nghĩa là quá sợ, không sợ sao được. Nói riêng về là coi như là các nước châu Á, nói đây là nói là đất nước Việt Nam mình vừa qua rồi, là cái miền Bắc đó là bão vô là coi như là đất nước Việt Nam, nhưng mà vô tại miền Bắc luôn, vừa qua đó vừa xong rồi cái cơn bão vừa qua rồi thì đâu có mấy ngày sau là lũ lụt. Thành thử cái miền Bắc đó cũng là điêu linh nghiêng ngửa đó. Có nghĩa là có một cái làng nú gì đó, là có nghĩa là bị lừa mà đất ở trên núi mà nó lở xuống chết nguyên mà gần hết một cái làng đó luôn. Rồi lớp nào là coi như bị lũ ống lũ quét, rồi lớp nào lũ lụt lên đó là có nghĩa là thành Hà Nội đó, là cái tại Hà Nội đó còn 2 mét. Còn mấy cái chỗ mà tỉnh mà ngoài như Lạng Sơn đồ đó là như mà Sapa gì là 3 mét 4 mét không, nhà này cũng tiêu diệt. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác huynh đệ,
trên cộng đồng mạng trong nước ngoài nước, trong cái chu kỳ, cái thời kỳ này nó mình thấy nó rõ ràng rồi, nó xác thực rồi, nhìn ngoại cảnh khổ là mình biết là cái cảnh đời nó làm sao rồi. Yeah. Ở đây là nói năm Giáp Thìn, còn trước cái năm Giáp Thìn đó là có nghĩa là dịch bệnh Covid-19 mà cả thế giới này chết phải nói là khủng khiếp. Mà vì sao phải dịch bệnh như vậy mà Đức Thầy cho biết là Dương Trần sắp vướng bệnh trời từ đây, có nghĩa là cái bệnh này là bệnh trời. Vì vậy mà cả cái thế giới đất nước nào cũng phải bị bệnh vừa qua cái Covid-19 đó. Thì có nghĩa là sắp tới đây năm 24 bước 25 này là của dịch bệnh nó tái phát trở lại một lần nữa đó. Có nghĩa là các nước đều là đã đưa lên những cái clip mình đã thấy rồi đó. Có nghĩa là báo tin cho biết rồi đó. Thành thử Đức Thầy cho biết là cái năm Giáp Thìn này là nạn tai dồn dập xóm làng còn chi. Hoặc là khắp thế giới cửa nhà tan nát cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu. Mấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt lập đời trở lại. Vì vậy mà cái năm Giáp Thìn này thầy nói rồi, năm Thìn mới thiệt là rồng, con rồng này là khủng khiếp đó. Có đoạn văn thầy nói là coi như mẹo đã hết, rồng bay dơ dẫn. Con rồng không thể nào nó bay dơ dẫn, mà cái năm Giáp Thìn này con rồng nó bay dơ dẫn, có nghĩa là khắp cả các nước thế giới luôn. Là có nghĩa là chiến tranh nó bùng nổ lên đó. Phật thầy Tây An đó. Dạ, Phật thầy Tây An này tiên tri đó là trung ương rồng lộn ê hề thay thi đó, mà con rồng rồi nó bay chiếc này dơ dẫn, mà con rồng lại nó lộn một cái nữa thành thử ra cả cái hoàn cầu thế giới này. Xin thưa đế bà nói lời tiên tri của Đức Chẳng Trình đó, không thể nào di dịch biết rằng là 500 mấy năm nay đó. Nhưng mà lời tiên tri của ngài từ xưa đến nay không di không dịch. Vì chỗ đó mà mình phải có một cái đức tin mạnh mẽ lời tiên tri của Đức Chẳng Trình. Ngài tiên tri là cái năm Giáp Thìn này rõ ràng luôn á. Ngài nói là giáp thời mới thấy binh đao đó, có nghĩa là can chi rõ ràng đó, là giáp thời là cái năm Giáp Thìn này nè, nó thấy binh đao là chiến tranh. Hoặc là ngài tiên tri long dĩ xà đầu khởi chiến tranh. Long là rồng, dĩ là đuôi, xà là gắn, có nghĩa cái đuôi con rồng, cái đầu con gắn là để tam thế chiến nó bùng nổ lên á. Nhưng mà trước mắt á thì mình thấy là nó bùng lên là bằng 1, bằng 2, bằng 3 mới giảng tồn. Nhưng mà ác liệt là từ cái năm Giáp Thìn này tới là có năm mà mùi đó. Vì ngài đã tiên tri là năm rồng gắn ngựa dê. Chúng sanh thế giới ê hề thay thi. Nói cả cái thế giới hoàn cầu này luôn. Là 4 năm luôn. 4 năm này là ác liệt mà mới bước vô cái năm Thìn mà chết như vậy đó, lũ lụt sụp đất mà chết như vậy đó, mới có năm Giáp Thìn thôi. Còn 3 năm nữa là tỵ ngọ mùi đó, là khủng khiếp. Nhất là cái năm mùi đó là thầy đã khẳng định là bay hồn mà khiếp vía kể từ đây đó, nhắn gửi cha dội trách thầy trời hạ năm dê. Đây là thầy nói rõ ràng là cái năm dê là tới đây đó, là mà ngọ bắt đầu là thình thị ngọ mùi này, nhất là cái năm mùi là bay hồn đó, là mà khiếp vía. Có nghĩa là thầy nói là khổ với thảm ngày nay có mấy, là cái lúc thầy khai sáng đạo năm 39 đó, là lúc đó không có mấy á. Sợ mai sau là cái lúc này nè, nhìn thấy bay hồn. Chỉ nhìn thôi là cái hồn mình bay rồi. Trừ tà gian còn thiện, chỉ toàn cảnh sông núi máu xương tha thiết. Như vậy thì xin thưa với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, như vậy mà bay hồn không bay hồn sao được. Cảnh sông núi máu xương tha thiết, thay nằm bằng non á, máu chảy thành sông á, cái kỳ này đó là cái cơ tận diệt rồi. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng xin đăng lên cái clip của là có nghĩa là hiền đệ Tấn Dũng đó, có là nhịp cầu trời nhân ái Tấn Dũng đó. Nếu cô bác huynh đệ nào có thấy được cái clip này thì Tư Hoàng cũng mong cầu cô bác cái thời kỳ này đã cùng cuối rồi, cái đời mà pháp nó không còn, thành thử ra nạn tai dồn dập, hoặc là cái cơ trời định là khổ bay hồn luôn đó. Vì vậy mà hôm nay có nghĩa là mong cầu cô bác mình gắng làm niềm, gắng tu, gắng niệm Phật trong cái chu kỳ này mới còn sống sót được nói đời. Chứ ngoài ra không, là nếu không có mấy cái mình không có làm thiền, không niệm Phật, rồi không có ăn chay thì không thể nào sống được. Đây là cái cơ tận diệt. Đức Thầy đã khẳng định là lãnh sứ mệnh trời, ngài đã bài khai trong cái bài sứ mạng, thầy đã khẳng định rõ ràng. Vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định. Lý Thiên Đình có nghĩa là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế hoạch định là thọ ký cho thầy ngày đó và năm đó để lãnh cái sứ mệnh trời, để bài khai, để mà đem cái chánh pháp
rồi lãnh cái sắc lệnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đem cái chánh pháp bát chánh đạo tứ diệu đế để mà chấn hưng Phật giáo để tận rồi độ chúng sanh trong cái thời kỳ cùng cuối. Đây là cái cơ trời cả con là cái cơ thiên đã định ra, cái đời mạt pháp nó không còn. Vì vậy mà hôm nay thầy đã khẳng định rồi, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, hồi đó giờ nuôi dưỡng chắc chiêu cưng mình dữ lắm cưng, nhưng mà nay tận diệt lập đời trở lại. Chữ tận là tiêu, chứ diệt là dứt, không còn đầu thai. Tại cái đời này nó đâu còn nữa mà mình đầu thai. Vì vậy mà là thầy đó khai sáng đạo năm 19 lập giáo lý đầu tiên ra, thầy nói hạ quân đã hết đời. Rõ ràng đó, đây là năm 39 thầy nói hết đời rồi. Thì năm nay 2024 rồi, thử hỏi coi như làm sao mà nó còn được. Tại vì năm 36 Bính Tý có nghĩa là Đức Ngọc Hoàng ngày muốn xử rồi. Có nghĩa là 11 hồi của Đức Sư Giải Bán Thai ngày nói rõ ràng là Ngọc Hoàng ngày muốn xử tiêu cho rồi. Minh Vương khó đứng không ngồi, tâu Ngọc Hoàng để Phật dạy chậm. Vì lòng từ bi của Phật của thầy đã sinh ra hạng mục giáp 61 năm. Vì vậy mà hôm nay mình mới còn ngồi đây. Mình thử bước qua năm 39 giáo lý đầu tiên hết rồi, thầy để cái tựa đầu tiên hết rồi, thầy nói hạ quân đã hết đời. Chứ đúng ra năm 36 Bính Tý là ông xử mình tiêu mẹ rồi. Nhưng mà vì lòng từ bi của Phật của thầy sinh ra hạng mục giáp 61 năm, vì vậy mà hôm nay mình mới còn. Vì vậy mà mong cầu cô bác huynh đệ, cái năm nay là năm 2024 rồi cô bác ơi, có nghĩa là nhìn ngoại cảnh rồi, không phải là đây rồi đây nè nghe, rồi là chứ là dịch bệnh nó tái phát trở lại nè, rồi năm cái năm giáp thìn này là lũ lụt, và còn bão hiện bây giờ đó là trong đất nước Việt Nam mình là còn hai cơn bão vô đất liền nữa đó. Từ tháng 10 cho đến tháng 11 cuối năm 24 này còn vô hai cơn bão nữa. Còn 6-7 cơn bão nhưng mà vô đất liền Việt Nam hai cơn nữa. Thì thử hỏi một cơn bão mà nó vô đất liền đất nước nào, thì xin thưa với cô bác huynh đệ mà tan cành bình địa hết, nhà cửa gì tiêu tan rồi chết chóc rồi sạch rồi, không thể tưởng tượng. Đây là mới nói có bão lụt thôi. Rồi dịch bệnh nó tái phát lại chứ nãy nãy mà chuyện này dịch bệnh nó không virus này nó ngộ dữ lắm. Có nghĩa là bên Bộ Y tế có đăng lên là tôi thấy coi cái clip đó rõ ràng là người ta cho là virus đầu khỉ đó. Có nghĩa nó nổi mục là như cái ngón tay mình nó giáp mình luôn. Mà cái mục đó là mũ không à, nhìn là thấy mũ là thấy ớn hồn luôn. Thành thử khoa học nó cho đây là con virus ăn thịt người đó. Vì vậy hôm nay mà cái dịch bệnh tái phát lại chuyến này, xin thưa với cô bác huynh đệ nha, lớp nào lũ lụt rồi lớp nào sống thành rồi lớp nào bão tố phong ba rồi lớp nào coi nhá, hiểu không? Rồi lớp nào coi như là để tam thế chiến bùng nổ lên nữa. Đây là rõ ràng là thầy nói xác thực luôn đó, lời tiên tri của Đức Thầy cũng khẳng định luôn. Thầy nói mèo kêu má tánh lao sao đến chừng rồng rắn máu đào chính ghê. Năm rồng rồng rắn là có năm giáp tình này nè, mà máu đào chính ghê là chỉ có chiến tranh với máu đào chính ghê thôi. Chứ ngoài chiến tranh ra là còn dồn cho dịch bệnh cũng đâu có máu. Đây là đại ý ngài muốn tiết lộ ra, có nghĩa là chiến tranh đệ tam thế chiến này nó sẽ bùng nổ, cũng như là cơ pháp của Đức Nhận Trình là xác thực đó. Can chi rõ ràng giáp thời có thấy binh đao, thành thử có năm giáp thìn này có thấy binh đao là chiến giáp tranh, thìn có thấy binh đao hả? Binh đao là chiến tranh. Ngó thấy có nghĩa là chiến tranh nó khởi sự rồi là ngó thấy đó. Thì thực tế vừa qua rồi là cái màn một đó là ở ngoài Trung Đông đó. Có nghĩa là đầu tiên hết thằng Nga nó quýnh Ukraine đó, rồi tới Hamas với Israel. Rồi bây giờ là luôn cả hiện bây giờ là mấy nước ở ngoài rồi, luôn cả là coi như là nguyên cái khối của là NATO nữa, nó đứng lên nữa. Hiện bây giờ là coi như là bên là ở ngoài thì hiện giờ Iran Iraq nó cũng tranh đấu, nó cũng giành giật chứ nhau. Nói chung đây là cái cơ thiên đã định, cái đệ tam thế chiến nó bùng rồi, không thể nào tránh khỏi. Ở ngoài Trung Đông là màn một nghe, rồi cái màn hai là Biển Đông đó, là Biển Đông nó sống dậy một cái rồi. Xin thưa với cô bác huynh đệ nghe, là long trời lỡ đất, tấu trời tấu đất đó, chứ không phải chơi đâu. Tại vì Đức Thầy đã khẳng định rõ ràng còn một cuộc chiếu manh giành xé khắp hoàn cầu ở đấy một nơi. Tại sao mà thầy cái sự là chiếu manh còn cái lý chữ chiếu là sáng, chữ manh là tụa. Rồi tới chừng đó mà núi cấm mà nó nổ ra đền và ba tiếng sấm đền vàng lộ vẻ đó, các chư hầu bu nhau giành xé. Đây là lời của Phật của thầy tiên tri, không thể nào
ông Phật không thể nào nói dốc, nhưng mà cũng phải chờ cái ngày, cái giờ, cái năm đó núi mới nổ. Đây là rõ ràng Đức Thầy đã bày khai, hoặc là Thầy cho biết là lầu đài núi cấm lộ nay mai thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài. Vì vậy mà hôm nay khẳng định là đây là cơ Thầy đã lãnh định trời, Thầy bày khai rồi thật tình để mà nói. Vì Thầy cho biết là cõi trung ương luân chuyển phương Nam, mở hội thánh cho người trung hiếu, thành thử mở cái hội thánh tại cái đất nước Việt Nam mình. Dạ. Mà nếu không có một cái đền hoàng vua chúa thì coi như là làm sao mà mở hội. Vì vậy mà hôm nay Thầy đã khẳng định rồi, cõi trung ương luân chuyển phương Nam, có nghĩa cái trung ương này hồi trước bên Trung Ấn Độ của Đức Thích Ca Mâu Ni, luân chuyển là dời đổi, phương Nam là Thầy chỉ thẳng về cái đất nước Việt Nam. Rồi lời tiên tri của Đức Phật Thầy Tây An rõ ràng luôn, là coi như năm 1800 là sao 48 gì đó, Phật Thầy tiên tri đó là sông Tiền Mỹ Thuận Bắc Cầu, tiên tri trong cái thời kỳ đó là năm đó đó, 1800 mấy đó. Yeah. À, sông Tiền Mỹ Thuận Bắc Cầu đó, thì là núi cấm quá lầu nay mai. Vì vậy mà hôm nay mình thấy rõ ràng là cái sông Tiền Mỹ Thuận là rõ ràng bây giờ bắt hai cây cầu rồi đó. Quá lầu là thấy chùa Vạn Linh không chú Linh? Phải không? Yeah. À, ở đây chẳng qua là người ta nói mình cái chùa Vạn Linh là quá lầu là sai. Yeah. À, đó là cái tâm phàm để thấy và hiểu. Yeah. Thôi biết vậy thôi. Chứ Thầy nói lưu ly hổ phách mấy tòa đại cung. Yeah. Dành cho kẻ lòng chung chánh trực quân cùng thần náo nức vui tươi liên qua đua nở nụ cười rước tôi luôn đóng chào người chân tu. À, tới chừng cái đời thánh đức mà núi cấm mà nổ ra là lưu ly xa cừ không. Còn cái Thầy, cái chùa Vạn Linh là xi măng mà làm sao có sao xa cừ. Còn mình cho đó là đầu đài chẳng qua cái phàm sự hiểu biết của cái phàm tâm mình thôi. Cho tới cái đời thánh đức đã con người thánh đức rồi, là đủ đức đủ phước rồi và phải hưởng thật hưởng sở thụ là những cái đồ quý báu như vậy đó. Mà Đức Thầy cho biết là tại sao lưu ly hổ phách mấy tòa đại cung, đây là lời của Thầy đã tiên tri rõ ràng. Chứ Thầy đâu có nói xi măng. Yeah. Rồi mình áp dụng cái chùa Vạn Linh là xi măng mà mình áp dụng là cái lầu đài sao được. Yeah. Cái lầu đài là phải nói là một lầu đền đài hoàng mới gọi là lầu đài mà bây giờ cái đền hoàng chưa có làm sao mà lầu đài. Yeah. Thầy đã khẳng định là ba tiếng sấm đền hoàng lộ vẻ. Yeah. Các chư hầu buông nhau giành xét. Vì vậy mà hôm nay xin thưa mà nói một đền hoàng ở trên có cái phổ lư là cái hào quang của chư Phật mà chiếu xuống cái một đền hoàng như vậy đó, thành thử Thầy nó còn một cuộc chiếu manh, chữ chiếu là sáng, chiếu manh là tủa ra. Yeah. Mà Thầy cho biết là dân chúng hoàn cầu xem rực rỡ đó, cả cái hoàn cầu thế giới nhìn về núi cấm mà xem rực rỡ. Yeah. Hà huống chi cái người hiền người tu đứng kế bên. Yeah. Nó rực rỡ cỡ nào nữa. Đây là lời của Thầy rõ ràng, Tư Hoàng nhắc lại nha, cho Tư Hoàng cũng không có đủ cái đức độ mà biết cái gì để tiên tri, đây là lời của Thầy chỉ nhắc lại thôi, mà Thầy đã khẳng định luôn đó. Hôm nay là bữa nay là nhân được cái dịp Tư Hoàng xin phép để bài khai nhắc lại lời của Thầy. Đức Thầy đã khẳng định là cái năm Thân Dậu là núi nổ đó, trong cái bài Thiên Lý Ca rõ ràng nha, đến Thân Dậu cơ trời thể độ nha, rồi đến năm Thân Dậu tay đầy sấm giang, đến Thân Dậu thánh thần náo động, thánh cho trần nhà chống ruộng quan, đây là cái cơ pháp Thầy tiên tri rõ ràng, không phải là Tư Hoàng nha, Tư Hoàng chỉ nhắc lại thôi. Đến Thân Dậu cơ trời thấy lộ mà lộ cái gì, Thầy nói đã thấy rồi là không thể nào nó không có được, có nghĩa là nó lộ ra mình thấy rồi mới gọi là thấy lộ. Yeah. À, mà lộ cái gì, không phải con lộ đá lộ đất mình đâu. Yeah. Thầy nói lầu đài núi cấm lộ nay mai con lộ này nè, hoặc là ba tiếng sấm đền hoàng lộ vẻ, con lộ này nó di diệu lắm chứ không phải lộ đất mà lộ đá. Mình là Thầy đã khẳng định năm vợ Thân Dậu. Yeah. Ba đời Tư Hoàng cũng không dám nói thành tựu nữa, đây là thật sự nha. Yeah. Tư Hoàng chỉ nhắc lại thôi. Rồi trong cái bài Thiên Lý Ca mà mấy câu tơ thơ tứ kiệt nghịch đọc ra đây là Thầy nói năm tháng rõ ràng, nhưng mà xử lý nó viên chung. Yeah. Thầy nói đó, o ó tiếng gà coi nguyệt cảnh, đó là có rồi chích chiêu giọng khỉ ngó qua giường. À, có nghĩa là tại sao mà Thầy đã nói vậy, o ó là con gà mẹ. Yeah. À, con gà o ó là con gà gái, là con gà mẹ, chích chiêu là con gà con. Đại ý đây là Thầy nói năm tháng rõ ràng. À, năm Dậu mà tháng 8, đây là khẳng định luôn. Yeah. À, mà chính lời tiên tri của Đức trong Tứ Thánh luôn á. À, các ngài tiên tri đó, mùa thu cúc nở bữa rằm, tại sao ngài không nói mùa xuân, mùa hạ, mùa đông mà ngài nói mùa thu. Yeah. Thường thường trung thu là tháng 8. À. À, mà cúc nở bữa rằm là nhấn mạnh luôn là ngay cái ngày rằm đó. Yeah. À, rồi trăng tròn thiếu một thì ta xuống hầm.
trăng tròn thiếu một là sao? Trăng tròn là 16, thiếu một là ông muốn nhắn lại đây là một cái ngày rằm nữa đó, có nghĩa là nhắn là ngay trăm cái ngày rằm đó, hai cái đó. Vì vậy mà hôm nay xin thưa nha, có chỗ trong bài trong giáo lý của thầy, thầy nói là thu đã cuối bất lai gai thổi, thầy để cái tựa là mình không tưởng tượng được tại sao không để xưng hả, mà thầy nói để thu. Thường thường mùa thu, trung thu là tháng 8 đó. Thành thử những cái di diệu cơ pháp của cơ trời, thầy đã bài khai hé lộ một phần nào để cho mình tìm hiểu cái cơ pháp. Cũng như thầy ra đây là khẳng định là bằng lý luận đặng coi chân lý lậu cơ trời thiên ý bày ra, thầy cho phép mình bàn luận, bàn với luận đặng coi chân lý rồi lậu cơ trời thiên ý bày ra. Nhưng mà chẳng qua có số huynh đệ đồng đạo chưa thấy được cái chỗ này, nói thiên cơ bắt khá lộ, hoặc là bàn chúng có tội bàn chặt có lỗi, xin thưa mà nói nha, không bàn tám đời mình không biết về cái cơ pháp nữa. Mà thầy bài khai cái cơ pháp để làm gì? Đấy, sau này thầy hỏi chừng nào bổn đạo hiểu thông thiên cơ nè, rồi đạo lý nè, để lòng mới thôi, hiểu phải thông. Rồi bây giờ mình nói thiên cơ là bà bắt khởi lậu, bạn chúng có lỗi bạn chẳng có tội là mình sai. Đây là thầy nói rõ ràng nè, đây là lời của thầy Tư Hoàng nhắc thôi. Bàn giữa luận đặng coi chân lý lậu cơ trời, thầy cho phép mình bàn. Và tại sao mình nói là mình bàn là có tội là sao? Như vậy là thầy đưa cái chánh pháp vào cho tất cả là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, bàn là có tội hết sao, rồi chết hết sao? Xin thưa bà nói nha, tại vì trong khai sáng đạo Tư Hoàng nói có ngàn, thầy mới khai sáng đạo năm 39, thầy nói trên trời mình không có biết đâu, thầy nói dưới đất mình còn không hiểu, có nghĩa cái chánh pháp biểu mình tu là cái nhân đạo học Phật tu nhân là mình còn chưa biết. Thành thử thầy nói trên trời mình không biết, nhưng mà lúc này nè, cái lúc này là trong tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, trong đó có các hàng bô lão kỳ cựu, rồi trong đó có các hàng trí thức, rồi trong đó có các người hiền người trí, thành thử cái cơ pháp lúc này đều biết hết. Chứ thậm chí thầy bài khai mình không biết sao được, ví dụ như thầy nói ba tiếng sấm đền hoàng lộ dạ, hoặc là đại núi cấm mình không biết sao, thầy nói trắng như ban ngày luôn, câu này mệnh đề này là trắng đó. Thành thử xin thưa với cô bác huynh đệ hoặc là đồng đạo, nếu mà nói lên mà thi văn giáo lý toàn bộ không có cái câu nào mà thầy đã khẳng định là coi như bằng chúng có lỗi bằng chặt có tội. Lật đi, lật từ đầu tới đuôi đi, Tư Hoàng bảo đảm là không có câu này. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với đồng đạo tín đồ Phật giáo Hoàng Hảo với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, tại sao thầy ra cái cơ pháp để gì? Để dành riêng thức tỉnh cho những cái người không có duyên với Phật pháp. Tại sao? Thầy nhắc lại cái là thầy nói mang thủy ách từ năm Đinh Sửu, có nghĩa là năm Đinh Sửu 97 đó. Là đến năm nay tái lại một lần là có năm 97 tái lại là có năm Đinh Sửu đó. Tái lại để làm gì? Khổ ách này đang thức tỉnh trần, rằng thiên định tụ đời sắp hạ, có cái khổ chúng sanh mới thức tỉnh, có cái khổ có nghĩa người tu mới mới thấy được. Vì đạo Phật luôn lúc nào cũng nằm trong cái khổ hạnh đó chứ. Mà thậm chí là Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi tham thiền nhập định khổ hạnh 6 năm bên đấy, ngồi tới 6 năm khổ hạnh đó. Còn cái khổ của mình không có một cái ram nào đâu. Thành thử có khổ mới thấy được đạo, có khổ mới thức tỉnh. Thì vừa qua mình thấy rồi đó, có nghĩa là cái năm Giáp Thìn này đó, cái cơ trời là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, hoặc là các vị Phật thần thánh tiên còn lòng từ bi để độ chúng sanh đó, đem những cái khổ cũng như là cái năm Giáp Thìn này là lũ lụt nè, rồi sóng thần nè, để cho mình khổ rằng mình thức tỉnh mình tu. Vì cái chu kỳ này mạt pháp nó không còn mấy ngày nữa, sung sướng quá quên mùi đạo ngửi, quá sung sướng mà quên đạo ngửi. Thành thử là vì cái chỗ này có cái khổ mới thức tỉnh. Mà nếu không có cái khổ thì quá sung sướng mà quên đạo ngửi. Vì vậy cái khổ này để thức tỉnh chúng sanh trong cái thời kỳ cùng cuối, còn một chút đây nữa thôi nha. Cái Đức Thầy đang nhấn mạnh là đến chừng sấm nổ vang thinh e bá tánh ăn năn đã muộn. Tới chừng đó ăn củ sắn là không kịp nữa nha. Nếu từ đây tới núi nổ còn không có mấy ngày nữa đó, không mấy năm nữa đâu. Là tại vì thầy nói đến Thân Dậu mà thánh đàn náo động, đến năm Thân Dậu trai đầy sấm vang. Mà ba sấm vang, ba tiếng sấm đền hoàng lộ vậy. Thầy nói rõ ràng như vậy mà hôm nay từ đây tới đó còn đâu còn mấy năm. Mà từ đây tới đó mình còn ăn năn được là tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Đây là làm dậu á. Mà thầy đã khẳng định luôn rồi, thầy nói phiên người tu tỉnh ít nhiều cũng hay, ít cũng hay. Là vì sao? Con người mình nào đó, ví dụ cái tâm mình hung dữ ác đức, mà bây giờ cái tâm mình hiền lương,
mà cái tâm mình không còn hung dữ nữa thì lúc này là trời Phật chánh chứ không chánh cho được. Dầu tu ít cũng hay nữa, để chi, để mình nói đời thánh đức thượng ơn giữ được cái hội long qua. Xin thưa bà, nói cái năm giáp thìn này đó, nói về cái hữu hình, hữu vi và vô vi nha, nói về cái hữu hình là coi như là sóng thần nè, bão tố phong ba nè, sụp đất nè, còn nói về cái tâm linh vô vi đó là có nghĩa là thầy đã khẳng định rõ ràng đó, là thầy nói xứ Hà Tiên linh hiển cơ quan nhân sanh sẽ hiệp một đàn hết thình và lập nhân hoàng hội ra, hết cái thình này là lập nhân hoàng hội ra. Đây là lời của thầy Tư Hoàng nhắc nha, đây là lời của thầy chứ không phải của Tư Hoàng. Thầy nói hết thình là hết cái năm giáp thìn này nè, gọi lập nè, nhân hoàng hội ra phiên sanh chúng gần xa phân cạn, dựng nhân hoàng cho rạng Á Đông, chúng sanh phải tưởng giống dòng, hiệp tâm hiệp trí mới cột đồng nhà Nam. Vì vậy mà hôm nay cũng xin thưa cô bác huynh đệ, có số còn nói Long Hoa, có người nói Long Hoa qua rồi, xin thưa nha, chẳng qua cái tâm phàm nữa, cái sự hiểu biết còn nông cạn mình mới cho là hội Long Hoa qua rồi, chứ thật sự là nói Long Hoa có mặt ấy là hiền nhân, hoặc là tuy là kẻ sở người tài hiền lương đến hội cũng kề một bên, dòng người ở nước nước sở nước tài tới chừng hội Long Hoa người hiền đều được dự, chứ không phải riêng về bản thân ai hết, coi như là cả thế giới này luôn người hiền đều được dự hội Long Hoa, điều miễn có tâm đạo là điều dự hết, có nghĩa là thầy nói Long Hoa có mặt ấy là hiền nhân. Như vậy thì cái người hiền nhân đều được dự bất cứ nước nào. Rồi bây giờ người hiền chưa thấy được cái hội Long Hoa, rồi bây giờ mình nói Long Hoa ra qua rồi là sai. Xin thưa bà nói đó nha, ở đây Tư Hoàng ví dụ một việc nhỏ thôi. Nói nổi cái xã này, người ta có hội trường đó, có nghĩa người ta mỗi lần muốn hội họp ta vô trong cái hội trường có bàn có ghế, còn có đại hội Long Hoa của trời Phật thần thánh ngồi dưới đất hả? Nếu núi cấm chưa nổ ra mà mở hội ngồi dưới đất hay sao? Vì vậy mà thầy nói hết thình rồi lập nha, mới có lập nhân hoàng hội chứ chưa phải rồi mở ra hội nha. Ở đây Tư Hoàng nổi có ngàn nè, chứ không phải hết thình rồi lập nhân hoàng hội ra, mới có lập thôi nha, có nghĩa là ở trên đó là để chỉ sắp đặt thôi, chừng nào có núi cấm đâu nha. Nhân hoàng, nhân là người, hoàng là vua, có nghĩa là Đức Phật Vương. Nhưng mà cái năm thịnh tị này nè là có Phật Vương rồi đó, thật sự luôn đó. Có nghĩa là đinh tị, có nghĩa là đinh năm tị nhân dân sao xí nước mình có vua đó. Nhưng mà có cái câu này là của ông Dương Kim, mình không bàn này, không nên nói vô. Nhưng mà ông nói là thịnh tị ngày ngồi ngay vị chưa yên, nghe canh ngủ mới ngự chánh đàn. Nhưng mà dậu Phật ra đời thế giới bình an là tới cái năm dậu đó là Phật Vương mới ra đời, rồi thế giới mới bình an. Đây là lời của thầy khẳng định luôn là phải năm dậu. Có chỗ là Phật Vương độ chúng thế giới bình an đó là trong cái bài cúng của mình đó. Mà hôm nay thầy nói dậu Phật ra đời thế giới bình an, chỉ có ông Phật này ra đời thế giới mới bình an. Phật thầy đây ăn ra đời thế giới chưa bình an. Đức Quỳnh giáo chủ là thầy cũng vậy, một vị Phật là có nghĩa là kiếp chót thế giới cũng chưa bình an, nhưng mà chiếm này ông Phật này ra đời là ông Phật Vương độ chúng thế giới bình an. Đây là rõ ràng là tới năm dậu là Phật Vương mới ra đời. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác huynh đệ mình trong nước ngoài nước, trong cái chu kỳ cái thời kỳ cùng cuối, gắng tu gắng làm hiền gắng niệm Phật, để chút đây nữa mình mới dự được cái hội Long Hoa, mình mới qua được đời thánh đức thượng quân, mình sống là có nghĩa là 15.000 năm nữa là cái đời thượng quân thánh đức á. Tại vì cái chu kỳ á là nó mới tới ba quân, thượng quân thượng, thượng quân trung, thượng quân hạ, mỗi một chu kỳ nó 5.000 năm, như vậy là cộng lại ba chu kỳ 15.000 năm, rồi thêm cái đời trung quân á là nó 3.000 năm, mà ba chu kỳ như vậy là 9.000 năm nữa là 24.000 năm. Cái đời hạ quân mạt pháp này có nghĩa là 6.000 năm, ba chu kỳ là cộng lại là 30.000 năm, là 7 ức niên. Mà thầy nói chuyện này mà không tu là linh hồn chìm đắm chốn nê hà, chìm mà còn đắm nữa, nê là đất, hà là nước, nằm dưới cái lòng đáy biển đó mà để chờ là 7 ức niên là 30.000 năm mình mới được tiến hóa đầu thai. Vì sao? Là tại vì mình ở đời hạ quân làm sao mình đầu thai được cái đời thượng quân. Vì vậy mà bây giờ thầy nói là coi như là không còn đầu thai, xác thực luôn, có nghĩa là giúp rồi không còn đầu thai đó, là vì cái chỗ đó mà thầy nói linh hồn chìm đắm chỗ nê hà, chứ này chìm mà đắm luôn nè, nê là đất, hà là nước, nằm dưới cái lòng đáy biển đó chứ không có đầu thai, 7 ức niên đó, 30.000 năm. Vì vậy xin thưa với cô bác không hiền cũng phải làm hiền,
không tu mình cũng phải tu, để nằm mà 30.000 năm nó thì thôi biết chừng nào, nó thâm thẳm chiều trôi lắm, mà chưa hẳn là tới 30.000 năm mà mình được có cái thân này. Thì Đức Thầy đã khẳng định cỏ cùng cây điểu thú chim muông nhân với vật quần lại bổn tánh. Như vậy thì coi như là hồi mới là được tiến hóa là cây cỏ, rồi tới cây cổ thụ, rồi vật này vật nọ vật kia mới tới cái thân con người. Vì Thầy nói là chuyển lưng trong nhân vật các loài, căn mờ ám làm điều dạy dột, các loài chứ không phải là một loài. Chuyển lưng có nghĩa là lên xuống hoài, hết con này tới con kia, hết con nọ, cuối cùng mới được con người. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác, tôi hoàn dám chứng minh chỗ này, trong 81 kiếp của Đức Thích Ca Mâu Ni đó, 81 kiếp trong đó có kiếp con này, có kiếp cây bông sứ, thì hà huống chi mình. Bởi Đức Thầy mới nói là chuyển lưng trong nhân vật các loài. 81 kiếp đó của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn có con kiếp thú con nai hà huống chi mình. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác huynh đệ, mong Tư Hoàng đăng cái clip này, có thời cùng cuối có đời mà pháp, rồi cô bác cố gắng làm hiền mình mới dự được cái hội long qua, được mới qua đời thánh đức thượng quân nói đời. Thì đây là khẳng định đi, Đức Thầy đã khẳng định long qua có mặt ấy là hiền nhân, còn mình không là làm sửa lại làm hiền, mình còn không giữ làm sao mình giữ được cái hội. Mà cái đề thi long qua Thầy khai sáng đạo năm 39 Thầy đưa ra rồi đó, năm 39 Thầy đưa cái đề thi rồi đó, còn mình nắm bắt được hay không là tại vì cái duyên, hoặc là không có duyên với Thầy, vì chỗ này là mình không thấy. Chứ Đức Thầy đã khẳng định nha, chúng sanh gán nhớ muối dưa hội này, chúng sanh là Thầy nói chung gán nhớ là sợ mình quên, mà muối dưa mấy hội này có nghĩa là ăn chay. Đức Phật Thầy Tây An là trong 10 điều khuyến tu Ngài đã nhấn mạnh là điều thứ tư rõ ràng đó. Điều thứ tư pháp môn quy lực lục thập chay, cố sức trao dồi 6 ngày hoặc 10 ngày đó. Đây là cái giai đoạn đầu để cho Phật Thầy mở cửa cho mình, hé cửa cho mình vô thôi. Chứ câu sau là mình vô rồi Phật Thầy đóng cửa, thịt thà xương máu thanh hôi. Rồi có cây rau cải cũng rồi bữa ăn là biểu mình ăn chay trường. Có cây rau cải cũng rồi bữa ăn đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh lòng thiện ta còn, lạc chay chi chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm trăng lão hồng. Mà không sát sanh lòng thiện ta còn, cái người ăn chay đâu có sát sanh. Lòng là tâm, thiện là hiền, như vậy là còn cái tâm hiền. Mà cái tâm hiền là được dự hội long qua chắc cú 100%. Nếu cô bác nào mà giữ được cái trường chay mà không gì, giữ được hội long qua là Tư Hoàng dám xin là thật tình để mà nói đó. Nhưng mà phải tu thiệt, tu chân chất nha, đâu đó rõ ràng. Nếu mà trường chay chân chất phải giữ rồi rõ ràng đó là coi như bảo đảm 100% là dự hội long qua. Mà không phải riêng về cái hội long qua không đâu, thấy có cái người ăn chay sau này một chút xíu nữa đây nè, bước qua năm là coi chừng người ăn chay là quý báo đó. Tại vì căn cứ nước Nhật, thằng Mỹ nó bỏ hai trái nguyên tử đảo Okinawa, Kawasaki của Nhật lúc trước đó, chỉ có hai trái mà thời điểm đó đó Mỹ nó chưa tiến bộ đó. Nhưng mà trong khi một tuần lễ rồi đó là mới trở về nước Nhật đó, là có nghĩa là thấy là con cái loài thú còn sống, con này cái loài thú này ăn trái cây con đó còn sống. Nhưng mà con bất cứ con nào mà ăn trái cây còn sống, là con này ăn con kia là chết, còn mà người ở ngoài chết, người trong chùa là hơi hết. Vì vậy mà hôm nay tại sao mà coi như khoa học về nước Nhật nó cũng nhấn mạnh đó, nếu cái người mà làm lò nguyên tử là phải ăn chay trường từ 5 năm trở lên. Nguyên nhân nào nó đề cập chỗ này đó. Vì vậy mà hôm nay mình thấy ăn chơi nói về cái hữu di vô di, nó lợi đủ mọi mặt hết. Là xin thưa với cô bác huynh đệ, mình ăn chay là mình không sát sanh nè, có nghĩa con người không sát sanh là đâu có tội. Rồi nói về cái hữu anh đó, thì con em mà sắp tới đây nè, nguyên tử hạt nhân mà nó bùng lên một cái rồi cái người ăn chay mới còn hơi hết đó. Còn người ăn mặn tại vì nó bay tới đâu rồi là nó bật không khí nó chết tới đó. Mà Thầy đã thậm chí luôn nha, Thầy nói là thiên địa u minh dĩ đạo tràng đó, thiên địa là trời đất, u minh là tối tâm đó, chỉ dĩ là dành lại cái đạo. Và ông ba ông cho biết là 7 ngày đêm bật lối trời trăng nó bùng lên, nhưng mà tối 7 ngày trời, 7 ngày 7 đêm đó chứ không phải nói thường. Đây là cái cơ trời đã định rồi. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác huynh đệ mình, có lúc này nhìn ngoại cảnh cũng biết rồi, đâu cái dịch bệnh vừa qua chết cái là mình biết cái cơ tận diệt rồi. Những lúc chẳng trình Ngài đã tiên tri rõ ràng, 10 phần hết 7 còn 3, hết 2 còn 1 mới ra thế bệnh. Rồi lời tiên tri của Thầy cũng nhấn mạnh y rằng như Đức chẳng trình vậy đó, 100 mới được, ối thôi 10 người, than cái đó, 110 mà ối thôi rồi than cái mới còn được 10 người. Thì không khác nào 10 người hết chín.
Mà chiến này xin tôi mà nói không tu, bởi vì tư hoàng phải đăng cái clip này. Mong cầu cho cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước ráng làm hiền, ráng niệm Phật, ráng ăn chay mới được, mấy mụ huynh được nói đời thánh đức thượng quân, mới giữ được hội Long Hoa. Đây là cái cơ tận diệt. Thì mình thấy vừa qua đâu không phải là cái bão tố phong ba hoặc lũ lụt này mà chết không đâu, rồi này dịch bệnh tái phát nữa, rồi đại tam thế chiến nó bùng lên một chiến này mà đại cho biết là khắp thế giới cửa nhà tan nát đó, rồi cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu đó, thưa thớt quạnh hiu là chết hết mẹ đó rồi. Mới gọi là thưa thớt rồi quạnh hiu, rồi bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc tiêu nay tận diệt, lập đại trở lại chứ tận là tiêu diệt là nhất trong còn đầu thái. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác huynh đệ mình, không thiền cũng phải làm thiền, không tu cũng phải tu nữa cô bác ơi. Nếu đủ duyên là tư hoàng xin chia sẻ, mong cầu cô bác là như vậy. Để có hỏi gì hỏi thêm đệ. Cảm ơn sư huynh đã chia sẻ qua những cái cơ pháp, những cái điều mà liên quan về năm thìn và năm dậu, như là những cái biến chuyển về cái thời cuộc chúng ta thấy trước mắt hiện bây giờ, chiến tranh, đất sóng thần, rồi là dịch bệnh cũng đang là lâm, cũng như lâm le, cũng như là có đang là cảnh báo để mà trở lại, thì cũng rất là nguy cho những người mà chúng ta có thể tránh được những kiếp nạn. Thì Đức Thầy chỉ kêu mình ráng tu thôi, ráng làm lành làm hiền mới tránh được những kiếp nạn này. Đó. Hiền lành chừng ấy xung dày rồi ha, quân thần công lạc mấy ngày vui chơi. Hay hoặc là người hiền thì mới còn được cái ngày là mặt trời che chở. Tại vì thế này cứu lương hiền chẳng cứu người hung, mà kẻ gian ác là đến sau cái gì. Đúng rồi đó, đây là thầy nói cái cơ này là trắng luôn đó, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, đây là thầy nói trắng cho hôm qua nói ấm mở. Chứ còn mà người gian ác là điều người ác sao cứu được. Và đồng thời là những người mạng trai trường mà từ 5 năm trở lên đó, là sau này mà có những hạt nhân nguyên tử nữa cũng không có bị nhiễm độc. Đúng rồi đấy, tại vì trong cái nước Nhật đó, trong cái nhà máy mà ta mà làm hạt nhân đó là tuyển những cái người mà phải ăn chay trên 5 năm. Đúng rồi, vô làm được cái trong nhà máy đó chứ không rồi dưới 5 năm nó bị ảnh hưởng sức khỏe, bị ảnh hưởng cái khí độc đó, là khí độc. Có nghĩa là con người là bị, mình bị là cũng như chết chắc ăn là ba mấy năm hả sư huynh? Đúng là bốn mấy năm là quá im mà, vậy là cái đó ăn là 5-7-8 tới giờ, cái đó là chắc ngon lành ha. Nói chung là cũng gì cũng có cái duyên với thầy. Nhờ thầy độ rồi phát tâm mình tu sửa, tu tập để sửa rồi ăn chay. Chứ đúng ra hồi trước huynh cũng đâu có nghĩ mình ăn chay đâu. Rồi tự nhiên có năm 78 đó. Lúc đó là biết rằng là cái nguồn gốc là Phật giáo Hòa Hảo, tại vì ông nội đã Hòa Hảo. Cha cũng Hòa Hảo thì mình cũng là Hòa Hảo, nhưng mà không biết, chưa lúc đó chưa biết cầm kinh. Rồi tự nhiên đi làm có năm 78 mới thấy được cái cuốn giáo lý, thi văn giáo lý, nhưng mà có 4 quyển à. Rồi tự nhiên có cô đó, không biết là cậu có. Rồi huynh mới thấy vậy, huynh mới nói, ủa sao mà ở vùng dưới này mà em có cái cuốn này. Nó nói, bà dì em đó, đi trên núi ở chảnh, thỉnh thiếu gì anh ơi. Rồi tự nhiên vậy, huynh mới nói, không có dịp nào mà em về nói với dì em cho anh xin thỉnh cuốn tiền xe cộ gì anh chịu chứ. Rồi cái nó đâu chừng đâu, 1 phút 2 phút rồi nó vậy thôi, anh lấy cuốn này luôn đi. Làm như có duyên mình nó tới nha. Đó lúc đó cũng chưa biết, đang làm rồi xuống ca thì bắt đầu coi hoài mới nội trong vòng tháng trở lại là tự nhiên muốn nghỉ mặn. Về đâu bắt đầu tu luôn á. Tu là ăn chay luôn đó, là bắt đầu tu rồi, nó khổ lắm. Nhà cũng nghèo, đến nhà lá nhỏ xíu như cái cốc nhỏ vậy. Thờ cái tam bảo có nghĩa là bằng giải đó, mà có chút gì thôi. Nhưng mà cũng nhờ thời gian sau cũng có đồng đạo, rồi mình cũng đi tới đi lui đó, rồi cũng ngộ được cái chân lý. Hai nữa trong thời gian mình hết tâm tu, lúc đó tu tiến lắm. Có nghĩa là thường tra cứu kinh pháp của thầy suốt là 10-20 năm. Nhờ chỗ đó hôm nay mình mới ngộ sáng được, chứ còn đâu phải nói dễ mà ngộ được cái chân lý đâu. Vậy mà hôm nay đây xin để mà trở lại đó đệ, có nghĩa là cái năm Giáp Thìn này đó, là đây là cái màn một thật sự luôn, một cái màn rất nhấn mạnh luôn. Tại vì cái Giáp Thìn này phải nói là năm Thìn mới thiệt là rộng, đúng rồi. Thứ hai nữa là Trung ương gồng lộn, tại sao ngài không nói là tỷ lộn ha, hoặc là thân lộn mà cũng gồng.
thấy không, hoặc là nếu đó hết vòng bay dơ dẫn, công cộng mà công cộng sao nó bay dơ dẫn, nó bay dơ dẫn có nghĩa là cả cái thế giới này luôn đó, hết toàn cầu nghịch lắng cùng nhau, cả thế giới nhân sanh tu giọt máu đào vậy. Anh đỡ có năm thìn này là nó bắt đầu nó vô cái màn mà từ đây là Đức Chân Trình Tiên Tri rõ ràng là 4 năm ác liệt đó. 4 năm này là gì, sao ác liệt là năm rồng rắn ngựa dê nè, chúng sanh thế giới ê hề thay thay. Là tới năm mùi, và từ cái năm mùi trở là cái năm dậu đó nha. Là coi như là đại hồng thủy đó. Có nghĩa là phong thần tại thế đó. Tại vì tới chừng đó là phép màu không, thầy đã khẳng định rồi, tới chừng đó là địa tiên với đạo lưu công chúa, thầu ba công chúa, ngũ long công chúa rồi mà đụng với là các hàng là Phật thánh tiên. Thành thử mình ngồi lúc đó mà bó tay cho mình làm gì. Đức Chi Giải Bán Khoai trong 11 ngàn hồi đó, ngày đó là tiên tri cho biết đó, là cái quyển tư đó nó có nghĩa là địa tiên tài phép đa đoan đó, phi đa vũ kiếm mê mang mắt trần, hoặc là quá lửa nó đốt muôn ngàn người ta đó, chứ không phải chơi đâu. Nó nằm với cái giới địa tiên, nó có thần thông ngũ thông, chẳng qua là thua Phật cái là Phật lục thông thôi à. Từ thứ hai nữa nó thua cái là bên chánh bên tà thôi, thật sự ra nó không phải không tưởng tượng đâu. Bởi các ngài tiên tri Đức mà chưa giải bắn phai, ngài tiên tri quá lửa nó đốt muôn ngàn người ta đó, không phải nói thường. Hồ lô Phật tổ đổ ra đó. Cảm ơn sư huynh đã dành thời gian chia sẻ cho bà con mình nghe qua cũng gần một tiếng đồng hồ. Qua những cái sấm truyền, những cái mật cơ bút của các vị bề trên, các vị như Phật thầy, Đức sư giải, hay hoặc là Đức Thiện Trinh, Đức thầy, để cho bà con mình nghe qua để mình rút rỉa thêm những cái kinh nghiệm, và đồng thời mình biết những cái cơ pháp để mà chúng ta là lo liệu liệu đó, để mà mình lo tu thân hành thiện cho nó kịp kỳ hội Long Hoa, để mà có mặt trong cái ngày Long Hoa Thánh Đức để chúng ta diện kiến Đức Phật, Đức thầy và các vị Bồ Tát Lâm Phàm độ thế. Nam mô Đà Phật, xin kính chào tất cả vị chúng sinh và luôn luôn được sức khỏe vui vẻ. Nam mô Đà Phật.